Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng đang giăng bẫy, Nguyễn Thanh Nghị có nhận ra không? Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Nghị được ông Nguyễn Tấn Dũng đặt vào nơi không thể tốt hơn. Nguyễn Thanh Nghị đang là tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng tại Hoa Kỳ mà lại nắm Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì quá là lý tưởng. Tuy nhiên, thấy vậy nhưng không phải là như vậy. Mới đây trên trang Facebook của Đỗ Ngà có status nói rằng trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng thì cho con cái cưng của ông lập nên một doanh nghiệp chuyên về tài chính và chứng khoán là một ví dụ. Hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi về vườn đã nắm được đứa con đầu tiên của ông vào Bộ Xây dựng, nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị đang nắm trong tay quyền cho ai làm dự án bất động sản thì cho. Và chính nhờ đó Nghị sẽ lật lại quả khá lớn nếu như việc tiêu cực xảy ra bởi các doanh nghiệp bất động sản. Chính Nguyễn Thanh Nghị cũng đã bị khiển trách vì sai phạm đất đai ở Kiên Giang và có khả năng khi lên bộ, Nghị sẽ ngựa quen đường cũ vì có quả béo bở. Đây là hình ảnh trên status của trang bình luận của blogger Đỗ Ngà. Vâng, đây là cơ hội béo bở thật, nhưng nếu ăn quá dày, Nguyễn Thanh Nghị rất có thể sẽ phải dính vào cạm bẫy mà ông Nguyễn Phú Trọng đang giằng ra. Được biết, vào tháng 8 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã có bản kết luận thanh tra số 602 về các sai phạm đất đai ở Kiên Giang. Theo đó, trong 6 cựu Phó Chủ tịch tỉnh bị kiểm điểm thì có ông Nguyễn Thanh Nghị, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Được biết, hai cựu Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ông Phạm Vũ Hồng và ông Lê Văn Thi cùng 12 người nguyên là Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc, bà Lê Thị Minh Phụng và các ông Mai An Nhịn và Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu. Việc kiểm điểm này ai cũng biết là Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Nguyễn Thanh Nghị chứ không phải là nhắm vào hai người kia. Và dư luận cho rằng Nguyễn Thanh Nghị đã dính phốt nhẹ nhưng nguy hiểm. Kiên Giang là tỉnh có rất ít ủy viên Trung ương Đảng. Ở đại hội 13 này chỉ có một người duy nhất trúng cử vào ủy viên Trung ương, đó là ông Lê Hồng Quang, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Chính vì vậy mà dù ông Nguyễn Phú Trọng có kỷ luật hàng loạt tên tuổi kèm theo với Nguyễn Thanh Nghị thì những người kia không có nguy cơ bị trừng phạt cao như ông Nguyễn Thanh Nghị vì tất cả số họ đã không về Trung ương như ông Nghị. Được biết trong đợt kiểm điểm đó thì có đến 40 cán bộ cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm là công chức tại các sở, ngành, ủy ban nhân dân và các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Rồng Riềng. Trong đó riêng huyện Phú Quốc có 21 cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm và 5 người bị cảnh cáo và 11 người bị khiển trách. Ngoài Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, 22 cơ quan hữu trách khác cũng phải tổ chức kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm. Theo đó, từ tháng Giêng năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, tức thời kỳ Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã cho phép tách hơn 17.000 thửa đất nông nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc ra diện tích nhỏ, tức là dưới 500m². Việc này dẫn đến tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp ở huyện diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Đây là hình ảnh từ tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắm vào Nguyễn Thanh Nghị. Từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị. Và việc này khiến nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Vào ngày 25 tháng 8, nói về việc vì sao thanh tra chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Nhưng phúc trình của tỉnh Kiên Giang nêu ra con số thì có đến trên 60 cán bộ từ tỉnh đến các ban ngành đã bị kiểm điểm. Và vì sao Nguyễn Thanh Nghị dính vào đất đai là câu hỏi được đặt ra. Ông Nguyễn Tấn Dũng vốn là con người có rất nhiều tai tiếng dính đến các dự án kinh tế khi ông còn là thủ tướng. Rất có thể con trai ông cũng nối gót ông vì nói cho cùng Nguyễn Thanh Nghị hiện nay vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn
của người cha nổi tiếng của mình. Làm chủ ngành xây dựng cơ bản của một đất nước, nắm trong tay bao nhiêu dự án quy hoạch béo bở. Được biết hiện nay, tiền mà chính phủ đã bung ra kích thích nền kinh tế đang chảy rất mạnh vào ngành bất động sản. Điều này có nghĩa là dòng tiền đang chảy vào ngành mà ông Nguyễn Thanh Nghị đang quản lý là rất lớn. Đây là cơ hội kiếm trác rất đậm, tuy nhiên đó sẽ là cạm bẫy không nhỏ để Nguyễn Thanh Nghị có thể bị dính chàng. Xây dựng cơ bản ở tầm quốc gia nó rất lớn, nó gấp hàng trăm lần những gì đang diễn ra ở Kiên Giang. Bản thân ông Nguyễn Tân Dũng đã làm gì với các dự án kinh tế thời ông làm thủ tướng thì chắc là nhân dân không có gì xa lạ. Nếu còn lòng tham mãnh liệt như lúc ông còn làm thủ tướng và nếu lòng tham đó ông chuyển lại cho Nguyễn Thanh Nghị thì Nghị sẽ gặp rủi ro hơn là may mắn. Ngày tháng 8 năm 2020, cả Nguyễn Thanh Nghị và Bí Thư và cả Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang có liên quan thì đều bị cần kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những thiếu sót, vi phạm, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể cá nhân có sai phạm. Được biết, ngay từ tháng 2 năm 2014, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều động phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương của Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng về giữ chức Phó Bí thư tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã phân công ông Nghị cùng với ông Lê Văn Thi, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang chỉ đạo khối kinh tế trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị đề án thành lập đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc và chỉ đạo đầu tư phát triển Phú Quốc. Đây là hình ảnh nếu Nguyễn Thanh Nghị trượt trên vết xe đổ của ông Nguyễn Tân Dũng thì ông Nghị cũng sẽ không thoát. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 là nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nghị giữ chức Phó bị Chủ tịch tỉnh Kiên Giang. Và vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Nghị làm Bí thư tỉnh ủy. Cái bẫy của Nguyễn Phú Trọng đang được giăng ra. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt bẫy, nhưng cái cao thâm của ông là không dễ nhận ra đó là cái bẫy. Ngành xây dựng là ngành mà Nguyễn Phú Trọng đang dùng nó để hạn chế và hạ rất nhiều người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ án Thủ Thiêm cũng dính dáng đến đất đai đền bù. Nó thuộc lĩnh vực mà Nguyễn Thanh Nghị quản lý. Bài học về sai phạm đất đai ở Phú Quốc còn đó. Không biết ông Nguyễn Tân Dũng có dặn con trai ông phải hết sức cẩn thận về con người đầy mưu mô như ông Nguyễn Phú Trọng hay không. Hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị đang trú ẩn dưới trướng của Phạm Minh Chính, có vẻ như là an toàn, nhưng chưa hẳn là như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người nắm trong tay Ủy ban Phòng chống tham nhũng. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đưa Nguyễn Hòa Bình vào chiếc ghế mà Trương Hòa Bình để lại. Khi đó, Nguyễn Thanh Nghị cũng không dễ chịu gì. Trong chính phủ vẫn có người của Ban Bí thư làm tay mắt để theo dõi ông Nghị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng quan sát rất kỹ cha con ông Nguyễn Tân Dũng. Cho đến bây giờ, sai phạm đất đai vẫn là sai phạm dễ bắt lỗi nhất. Bởi đơn giản, công ty bất động sản của các sân sau, các ông chủ đất, đó chính là những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực này rất nhiều. Phải nói rằng, khui đầu cũng có sai phạm, vấn đề là có khui hay không mà thôi. Lấy ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc, trước khi rời chiếc ghế thủ tướng, đã ký quyết định giao cho FSC phá rừng làm sân golf tại Gia Lai là một ví dụ minh họa. Đấy là việc làm của ông Nguyễn Xuân Phúc, một người đứng trong tứ trụ. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Thanh Nghị mà noi gương Nguyễn Xuân Phúc thì rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không tha. Đó là điều mà Nguyễn Thanh Nghị sẽ cần phải cẩn thận. Sẽ không có ranh giới rõ rệt giữa đúng và sai. Với quyền lực to lớn trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng cho đúng là đúng, bảo sai là sai. Ở đất nước này, người ta làm lơ cái sai lớn nhất rất dễ, nhưng người ta lại sẵn sàng moi đến cùng cái sai nhỏ để truy tố. Đó là thủ đoạn quen thuộc của người đứng đầu Đảng Cộng sản. Hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị đã thành Bộ trưởng. Ông Phạm Minh Chính, một người gần gũi với Nguyễn Tân Dũng, làm Thủ tướng. Điều đó không có nghĩa là cha con ông Nguyễn Tân Dũng đã an toàn. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 với bản tin
Nguyễn Phú Trọng đang giăng bẫy, Nguyễn Thanh Nghị có nhận ra hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.